mới thật là vui vẻ nha. Mấy nay thì đi làm liên tục mọi người, không có thời gian rảnh để quay clip cho mọi người xem. Đấy, Sơn có mấy buổi tối Sơn nghỉ, Sơn tính quay clip thì điện thoại của Sơn 2-3 hôm nay bị hỏng mọi người ơi. Sơn mới đi sửa về xong. Hết gần 100.000 tiền sửa mọi người. Cái điện thoại của Sơn nó bị hỏng cái nút âm lượng mọi người ạ. Sửa thì cái nút ở trên thì nó ấn được, nhưng mà còn cái nút giảm âm lượng Sơn ấn hoài nó bị lún hẳn vào trong ấy, cho nên là mới đi sửa về nha. Mất 2-3 hôm thì mới có điện thoại để tiếp tục quay clip cho mọi người xem. Hôm nay thật ra thì cũng không nghĩ được ý tưởng gì để quay clip mọi người. Thì lúc sáng thì đi làm thì tranh thủ mua được một ít bún này, với lại cái thịt của mẹ thì có sẵn ở trong tủ lạnh rồi ấy. Thì Sơn tính là làm một bát bún gì đấy quay clip ăn rồi mời tất cả mọi người nha. Những ai mà yêu thích cái video này của Sơn á, thì cho Sơn xin một nút like, một đăng ký kênh ủng hộ cho Sơn nha. Hôm nay thì Sơn tính là với số bún đấy, thì với số thịt ấy, thì mình sẽ cùng nhau mình làm một bát bún thịt ba chỉ rồi mình cùng nhau ăn thưởng thức để mời tất cả mọi người nha. Còn bây giờ thì mời mọi người theo dõi cái video này của Sơn nha, và nhớ là cho Sơn xin một like, một đăng ký kênh nha. Bún ngày hôm nay của Sơn thì nó đơn giản thôi mọi người ơi. Đây là cái chỗ bún hồi sáng Sơn mua được này. Ở bên này thì có một lát đậu phụ, một lát nữa mình chiên và mình cho vào bún nha. Đấy, còn đây là một số quả cà kiu này, ở nhà Sơn thì cà kiu rất là nhiều luôn mọi người. Cái quả này thì mẹ Sơn hái sẵn rồi mà Sơn cho vào tủ đông á mọi người. Nó đông đá như này này, lúc mình rửa một phát thì nó sẽ tan ra để mình làm được luôn nha. Còn đây thì là hồi nãy Sơn bảo là thịt ba chỉ nhưng mà không phải nha. Cái này là chỗ thịt bò hôm trước mẹ Sơn mua để nấu ăn cho gia đình ấy. Hôm nay thừa lại một ít đây thì Sơn cũng xin để làm clip luôn mọi người. Đây mọi người xem này. Đấy, mình xả đông nó ra nha. Rồi, còn bên đây thì là rau thôi mọi người, hành là với lại một ít cái giá đố thôi mọi người ơi. Bây giờ thì mình sẽ rửa sạch cái chỗ này nha, rồi cùng nhau mình bắt đầu mình xả. Sơn cũng rửa sạch rồi này mọi người, hành lá với lại giá đỗ với cà chua thì nó cũng mềm ra rồi nha mọi người. Đây này, mọi người bỏ ngăn đông, lúc đưa ra thì nó sẽ xả đông, nó sẽ mềm nhũn như này này. Bây giờ mình chỉ cần bỏ vào nấu thôi mọi người. Đấy, còn đây là giá đỗ này, còn cái thịt này thì thịt bò bây giờ nó cũng sắp tan rồi mọi người, mềm mềm đấy, một lát bỏ vào đào nữa thì nó sẽ tan ra nha. Không biết ở nhà mọi người ở thôn quê thì có hay dùng cái vòi nước này giống kiểu nhà Sơn hay không, thì mọi người sẽ gặp một cái tình trạng đấy là khi mọi người mới xả cái nước đầu đấy nó cực kỳ nóng luôn nè mọi người. Trời mùa hè này thì xả một phát ra nóng ruột luôn, nó y như nước sôi luôn ấy. Thì phải xả rất là lâu thì mới có nước lạnh để dùng mọi người ơi. Đấy, thực phẩm thì chuẩn bị sẵn rồi, bây giờ thì cùng nhau mình đi nấu cái nước dùng để mình bắt đầu làm bún. Bên đây thì là cái nồi nước dùng của Sơn nha. Mọi người xem này, bây giờ nó cũng sôi rồi đấy. Đấy, mọi người thấy không? Hồi nãy cái cảnh mà Sơn cho thịt bò với gì vào thì Sơn không có quay được cho mọi người xem. Mọi người xem cái nồi nước dùng của Sơn này. Bây giờ thì múc cái nước dùng này rồi cho vào cái bún này rồi mình cùng nhau thưởng thức nha. Trời nắng nắng như này mà ăn cái bát bún này thì khỏi phải nói đâu mọi người ơi. Trời nắng thì Sơn không mệt mệt không muốn ăn cơm mọi người. Cho nên là hôm nay tiện thể quay cái video này thì cũng gọi là mình làm rồi mình quay cho mọi người xem thôi. Đấy, thịt bò rất là nhiều luôn này. Và Sơn sẽ múc ra đây rồi Sơn sẽ quay cho mọi người xem nha. Rồi mời mọi người cùng ăn với Sơn luôn. Trong đây thì Sơn có nêm nếm gia vị đầy đủ rồi mọi người. Đấy, thịt bò này.
rất là nhiều. Thì bây giờ bắt buộc một thành công rồi mọi người ơi, mọi người xem này, thấy không, chất lượng thì khỏi phải bàn luôn đúng không. Bắt bún này xuống tính ra mà ở ngoài mà bán thì cũng phải 45-50 nghìn đấy mọi người. Đấy, cho mọi người xem lại một lần nữa này. Trong này thì có đầy đủ hết tất cả mọi thứ rồi, thịt bò này, giá đỗ, hành lá, đậu phụ, rồi có cà kiu nữa. Rồi trộn đều lên rồi cùng nhau mình thưởng thức nha. Đi làm sáng giờ về giữa trưa này cũng chưa ăn gì mọi người. Trời nắng này thì đúng ra thì không nên, không phải là không nên mà là chúng ta không kiểu không muốn ăn cơm mọi người. Ăn cái gì kiểu nước nước như này thì nó sẽ dễ vào hơn mọi người. Đấy, bây giờ thì sơ mời tất cả mọi người nha. Mời cả mọi người nha. Thật ra thì nấu để bán thì không nấu được mọi người, nhưng mà nấu cho mình ăn thì thuần nấu cũng khá là ngon rồi. Như này thì rất là chất lượng rồi, căn bản là bởi vì thuần cũng đang đói bụng đó mọi người, ăn cảm thấy rất là ngon luôn. Thịt bò này thì rất là nhiều luôn nha. Nấu nước dùng bún này thì cũng dễ thôi mọi người. Mọi người khi hành tâm mình không cho cà chua vào đảo thì để một lát thì nó đổ nước vào thôi, đổ nước rồi nêm nếm cho vừa miệng mình ăn thì bắt đầu đun sôi thì cho thịt bò vào, ninh một lát cho thịt bò nó chín thì bắt đầu là mình có nước dùng thôi. Những ai mà yêu thích cái video này của Sơn á thì nhớ cho Sơn xin một like, một đăng ký kênh nha mọi người. Ui, có cơn gió mát quá. Ngày nay trời nắng nó chuẩn bị gió á, ở chỗ Sơn thì đi ảnh hưởng cái gió Lào rất là nhiều mọi người, cho nên là cái gió Lào này nó cực kỳ nóng luôn mọi người ơi. Cho nên là Sơn quay clip toàn quay đánh thủ buổi trưa thì nó cũng khá là vất vả một tí. Cho nên là những ai mà yêu thích cái video của Sơn thì mọi người đừng ngại mà cho Sơn xin một like, một tim nha. Sơn mời mọi người miếng đậu phụ này. Sơn thích ăn cái kiểu mà chiên nó kiểu lướt ván như này nè mọi người, kiểu nó không bị giòn quá ấy. Đấy, đậu phụ nó ăn mềm mềm như này nó mới ngon mọi người. Sơn còn biết nấu khá là nhiều loại bún nữa mọi người. Sau này mà có gì Sơn bắt được con gì á, ví dụ như con cua con kia gì, Sơn sẽ quay clip nấu bún rêu cua đồng cho mọi người xem nha. Từ bây giờ thì Sơn chưa có cơ hội bắt thì mọi người ăn như này thì không biết là có đi làm trù được tới tối không mọi người. Sơn đi làm nghỉ khá là muộn luôn mọi người ơi, ăn bát bún như này thì không biết là tới tối Sơn có bị đói hay không. Ăn từng này thì nó sẽ no, nhưng mà vấn đề là ăn bún thì mình sẽ rất là nhanh bị đói luôn mọi người. Clip ngày hôm nay thì là ngắn ngắn một tí nha mọi người, tại vì quay cái bún này thì Sơn không thể làm dài được mọi người ơi. Bây giờ thì Sơn phải kết thúc video tại đây nha. Những ai mà yêu quý Sơn á thì mọi người nhớ một lần nữa Sơn nhắc là cho Sơn xin một like, một tim nha mọi người. Bây giờ thì Sơn cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của Sơn nha.